cư sĩ, hay hòa thượng, thượng tọa hay là sa di. Nó chỉ là một cái tên thôi. Chỉ là một cái tên thôi thầy nha. Rồi, bây giờ thầy phải biết là mục đích mình tu để làm gì không? Thầy biết mục đích của những người mà phát nguyện đi tu để làm gì không? Mục đích là tu để giải thoát. Nhưng mà thầy biết giải thoát cái gì không? Chỗ đây là thầy chưa biết. Vậy bây giờ thầy phải điều tra lại. Ngày xưa cư sĩ ai là cái người giỏi nhất đương thời ở Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế? Đó là Duy Ma Cật. Vậy bây giờ thầy đọc kinh Duy Ma Cật đi. Ông Duy Ma Cật, ông tu cái kiểu gì? Ông giải thoát, ông giác ngộ cái kiểu gì? Là nói đầu tiên em cũng xin chào tất cả cô chú anh chị nè. Thì trong cái sự việc ngày hôm nay của thầy Nhận Đức thì em nghe được một cái video của một chị gái, là chị lên chị nói về thầy Nhận Đức, chị cho rằng là thầy Nhận Đức á tu thì không đúng, thầy Nhận Đức không hiểu biết gì về kinh pháp, nhưng mà lên giảng dạy thì ý là chị này nói á, nếu mà thầy Nhận Đức không hiểu về Phật pháp không, giảng không đúng thì chẳng khác nào chị gái này nói là chắc bà con mình cũng không hiểu biết, phải không? Bà con mình cũng không hiểu biết, vậy là do có một mình chị gái này hiểu biết. Vậy giờ cho em gỡ đôi lời đến cho chị gái này. Nè, em nhắn cho chị nè. Chị nên nhớ nè, thầy Nhận Đức á ít nhiều gì ổng cũng tu được mười mấy năm, phải không? Chị cứ nghĩ đi, ổng chăm lo được cho bao nhiêu người Phật tử ở chùa Hộ Pháp. Rồi ổng giảng bao nhiêu cái bài thuyết giảng của ổng cho bao nhiêu Phật tử đều lắng nghe ổng giảng. Vậy là ổng không biết đúng không? Vậy là mọi người đều không biết để mới nghe ổng giảng. Nếu mà người ta biết là người ta không có nghe đúng không? Chỉ có mình chị biết, chị hiểu biết. Ủa chị hiểu biết tới đâu? Chị hiểu biết tới đâu? Hả? Chị hiểu biết sao chị? Nếu mà chị rành Phật pháp như vậy, chị không mở chùa đi, chị không xây chùa đi, chị làm trụ trì, chị giảng pháp cho bà con Phật tử nghe. Hả? Còn chị giúp ích gì được cho xã hội? Chị giúp ích gì được cho đời? Hay là bây giờ, hiện tại bây giờ chị lên chị soi mói ông thầy Nhận Đức để chị kiếm view, kiếm like? À, tôi nói cho chị nghe nè, tiền ai cũng ham, nhưng mà mình đừng có nên đem những ông thầy tu không? Đã ông Nhận Đức bây giờ á, ổng xuống ổng làm cư sĩ rồi, ổng đi ra khỏi chùa rồi, ổng tự tu lấy riêng cho bản thân ổng tu cùng cho bà con Phật tử không? Ổng không có xúc phạm gì đến ai, mà chị bưng môi ổng làm cái gì? Tôi hỏi chị có ngứa miệng không, hay là chị cần tiền đến mức độ mà bây giờ chị làm bất chấp, chị lên chị soi mói những ông sư luôn hả? Tôi nói cho chị nghe, tiền ai cũng ham, nhưng mà mình phải nhìn nhận lại cái góc nhìn của tôi thấy chị á, một người đàn bà mà cái miệng quay sách là thôi thua rồi, thấy không? Cái mặt mà cái gò má nó nằm ở trên cái con mắt á là thôi xong luôn rồi. Tôi nói cho chị nghe nè, cái hậu quả mà chị nói ông thầy Nhận Đức á thì cũng khó mà lường. Tôi không có ghét chị, tôi không có phải tôi phản trách gì chị, nhưng mà tôi muốn nói cho chị nhớ nè, ông thầy Nhận Đức ổng tốt hay xấu không thì bao nhiêu người Phật tử biết nhìn nhận nè, không chờ tới chị đâu, không chờ tới chị đâu. Nếu mà một người ông Nhận Đức mà ổng xấu á, các cụ già không có khóc gì về ông Nhận Đức đâu, thấy không? Hàng đêm không có khóc về ông Nhận Đức đâu, tôi nói cho chị nghe. Cho nên á, chị phải nghiên cứu lại cái cách của chị, cái lời nói của chị, biết không? Còn riêng tôi chỉ thấy bây giờ nè, ông Nhận Đức ổng rất là tốt. Ổng xấu như thế nào á với mọi người tôi không biết, nhưng mà riêng tôi đi ra ngoài tôi tìm hiểu, tôi thấy ổng rất là tốt. Vì á, những ngày vừa qua ổng không còn ở chùa, bao nhiêu cụ già thương nhớ ổng, ngồi nhắc tới tên ông Nhận Đức là mấy cụ già đều khóc,
chị có biết điều đó. Mà tại sao chị không thấy, tôi có quay video lên cho xem mà, tại sao chị không biết xem đó mà chị nhìn nhận. Nếu mà ông Nhận Đức ổng không tốt thì các cụ già không bao giờ rớt nước mắt về ổng, đúng không chị? Nhưng mà tại sao chị không biết nhìn ra, chị không biết nhìn mà chị ấy, mà chị lên chị trách ông Nhận Đức, chị soi mối đời tư của ổng, chị soi mối cái tu hành của ổng. Hả? Ổng có xúc phạm gì chị vậy? Hả? Ổng có nói gì chị chưa? Ổng có kêu chị ra chị, ổng chê chị cái chỗ nào chưa? Ổng có biết chị là ai mà chị có biết ổng là ai? Hay là chị chỉ nghe ở trên cộng đồng mạng nói cái bắt đầu chị lên chị ngồi đó chị múa hả? Tôi nói cho chị nghe, chị múa cho đúng nơi đúng chỗ, đừng có múa tùm lum tùm la rồi mà văng miễn vô chúng ngay chị. Tôi nói cho chị nghe, riêng chị nói về ai tôi không nói, nhưng mà riêng chị nói về mấy ông nhà tu, tôi sẽ lên tôi phản biện chị, tôi sẽ nhắc nhở chị. Chị chưa giúp ích gì được cho xã hội, nhưng mà ông Nhận Đức biết rằng ổng tiền đó, tiền ổng chăm lo cho các cụ già cũng là tiền của Phật tử đưa đến cúng dường, ổng mới có tiền ổng chăm lo. Nhưng mà ổng không có cái tấm lòng từ bi, ổng không bao giờ ổng lo được cho cả ngàn mấy cụ già đó. Đừng có nhiều người nói lắm, ôi nó làm chuyện có tiền, tiền của Phật tử, đúng là tiền của Phật tử, tôi cũng thừa nhận đó là tiền của Phật tử đem đến cúng dường. Nhưng mà ổng không có buông xả tay xả thân ổng ra ổng lo thì các cụ già đó như thế nào? Chị có làm được như vậy hay không? Chị phải biết nhìn, thấy không? Đừng có nên mà lên xăm soi đời tư của ổng nữa. Tội ổng bây giờ ổng đã buông bỏ hết rồi, mình nên trân trọng gì mà ổng đang làm, thấy không? Chị quý mến ổng thì cảm ơn chị. Chị không thích ổng thì thôi, chị gác qua một bên, chị đi tìm ai chị nói thì chị nói, thấy không? Giờ thiếu gì chuyện chị nói, chị mắc mớ gì chị phải đem cái nhà sư ra. Ủa chị hiểu Phật pháp tới cỡ nào? Chị qua Ấn Độ chị học cỡ nào hả? Hay là chị nhà chị cũng mở ba cái kinh sách đồ ra chị xem xong rồi cái bắt đầu chị cho là chị một là thánh nhân hả? Hả? Chị là thánh nhân chắc. Nhưng mà chị là thánh nhân chị đi đâu có ngồi trên mạng mà kiếm đồng tiền trên mạng. Tôi nói chị nghe bớt cái mồm lại đi, đừng có xúc phạm đến mấy ông nhà sư, biết không? Xúc phạm đến ít nhiều gì người ta là bận cái áo nhà tu á, phải không? Là người ta cũng là tu. Tôi cho dù người đó tôi không biết tu giả hay tu thật, nhưng mà người ta phát cái áo nhà sư lên tôi rất là quý người ta. Chứ không phải như chị ăn no, chị ngồi trên đó rồi chị lên chị tìm tòi những cái sơ hở của người ta, cái bắt đầu chị môi ra chị kiếm tiền. Bớt lại nha chị, em có lời gửi cho đến cho chị như vậy. Chị nên nghiên cứu lại cái cách sống của chị, mà đừng nên xúc phạm đến thầy Nhận Đức nữa nha. Cô chú anh chị mình thấy không, thầy Nhận Đức đã bây giờ đã không còn là ở chùa nữa. Thầy đi ra thầy tự tu lấy, thầy tu trên nhum để tu cùng bà tộc con Phật tử. Thầy có xúc phạm gì đến ai đâu, nhưng mà cũng bư môi ra đến nhắc đến thầy để làm gì hả? Mình kiếm view thì mình đi nên đi kiếm cái cho đúng nơi đúng chỗ, mình đừng có để cái, mình đừng có đi tìm cái sơ hở của người ta mà mình đi kiếm trong cái sự đau khổ của người ta mà mình kiếm ăn nha. Hôm nay em gỡ lời đến cho chị gái nè, chị mình làm người, chị có cả tu đúng không? Chị tu cũng kệ chị, đúng không? Chị tu chị nhờ chứ không ai nhờ á. Chị tu chị nhờ chứ bà con Phật tử đâu có ai nhờ đâu chị. Nhưng mà chị ông Nhận Đức ổng tu, đúng không? Ổng cũng nhờ cho bản thân ổng, ổng buông bỏ, ổng cũng buông bỏ bản thân ổng, không? Nhưng mà riêng cảm nhận mọi người thấy không, riêng chị có lo được bao nhiêu người cụ già không hả? Nếu mà ổng sống tại, ổng không sống đúng đạo đức của ổng thì các cụ già đó không lẽ các cụ già đó thiếu hiểu biết hơn ông thầy Nhận Đức, đúng không? Nhưng mà tại sao các cụ già đó
tôn trọng ông thầy Nhuận Đức hả, quý mến ông chồng thầy Nhuận Đức, mà đến mức độ mà bây giờ nhắc đến ông thầy Nhuận Đức là các cụ rớt nước mắt hả. Chị có thấy không, chị có thấy đường không, hay là chị lên chị bư chị môi ông thầy làm gì hả? Bây giờ ông đã không còn ở chùa nữa. Cái đó, để cái điều đáng thương nhất là ổng bây giờ ổng sống cái cuộc sống tự lập của ổng. Bây giờ chị không có mến mộ ổng, chị không có ấn tượng về ổng thì thôi, chị đừng nên lên mà xỉa xối ổng làm gì, chị đừng lên nên lên giải đời. Chẳng lẽ ổng đi tu mấy chục năm nay, mười mấy hai chục năm nay, chị ổng không bằng chị hả? Ổng không bằng chị mà ổng giáo huấn được bao nhiêu, một ngàn mấy hai ngàn cụ già hả? Ổng giáo huấn, ổng niệm Phật cũng giảng pháp cùng một bao nhiêu ngàn Phật tử hả? Còn chị tu, chị nói hay quá mà chị có giảng pháp, chị có tu được như ổng không, chị có giảng pháp được như ổng không, hay là chị lên chị chỉ lên chị nói để chị kiếm like kiếm view chị kiếm tiền hả? Nè, tôi nói cho mọi người nghe nè, kiếm tiền ai không ham, nhưng mà đừng có đem cái danh dự, đừng có đem những người tu hành ra mà để kiếm tiền, biết không? Trong cái thời điểm như bây giờ nè, chị ngon chị lên chị bư chị môi người khác đi, không? Ông thầy Nhuận Đức nè, ông thầy Nhuận Đức, ông Minh Đạo, không? Ông Minh Tại, mấy ổng được gì cho mấy ổng hả? Nhưng mà ổng tu á, tu cũng chưa được gì cho bản thân tôi, ổng tu cho bản thân ổng, ổng tu cho cả dòng cả họ ổng. Nhưng mà tôi cảm thấy là ổng con người ổng rất là tốt, đúng không? Nếu mà ổng không tốt thì ổng không có chăm sóc cho bao nhiêu người cụ già như vậy được. Bây giờ chị có chăm sóc được bao nhiêu người cụ già như vậy được không? Hay là chị thấy không, chỉ có một người con thôi, chăm sóc cho một người mẹ thôi, mà khi người mẹ nằm đó đau ốm, người con còn đối đãi với người mẹ như thế nào hả? Mà trong khi ông Nhuận Đức á, ổng có dòng họ quyến thuộc gì của mấy cụ đó, nhưng mà ổng chăm lo cho mấy cụ đó còn hơn là cả đứa con nữa. Thì cái điều đó là chị đáng quý, chị đáng thương ổng, nhưng mà chị không đáng thương ổng. Mà chị còn bây giờ á, trong cái thời điểm này mọi người đã lên im lặng hết rồi, ổng cũng đã im lặng, ổng không có nói về ai, ổng sai ổng đã sửa sai, ổng cũng đã lên xin lỗi, phải không? Mà giờ bây giờ chị môi ra chị nói là ổng tu thế này tu thế nọ. Ủa bây giờ nè, chị tu hay quá vậy, vậy chị giảng pháp được bao nhiêu người nghe rồi hả? Chị giảng pháp có ai nghe chưa? Chị chê ông Nhuận Đức giảng pháp không đúng, không thế này thế nọ, mà bao nhiêu triệu con người đang nghe ổng giảng, còn chị giảng ai nghe? Hay là chị lên để nghe chị, người ta nghe chị lên là người ta chửi chị hả? Tôi hỏi thiệt chị nè, chị có cảm thấy là cái miệng chị nói ra mà người ta phản biện lại chị có mắc cỡ không? Trong khi chị chê ông thầy Nhuận Đức mà cái lời nói của ông thầy Nhuận Đức nói lên, bao nhiêu người đều vỗ tay, phải không? Bao nhiêu người đều tán thán, còn chỉ có mình chị à, không? Chỉ có mình chị à. Tôi không, cái này tôi nói chị á, là tôi không binh ông Nhuận Đức nha. Tôi không binh ông Nhuận Đức, tôi cũng như chị thôi, nhưng mà tôi có cái góc nhìn nhận của tôi, phải không? Mình không thích người ta thì thôi, mình đừng có đếm xỉa đến người ta, sao? Người ta tu cái kiểu gì cũng kệ người ta, mình đừng lên nên lên mượn một cái nhà tu, không? Cái danh dự của người ta mười mấy hai chục năm nay người ta phát áo quy y, mà chị lên chị nói thế này chị nói thế nọ, chị dạch trần tu không đúng thế này thế nọ, chị, ủa vậy chị tu đúng chưa? Nếu mà chị là người tu mà chị còn đi xăm xôi nữa hả? Hả? Nếu mà chị hiểu về cái Phật pháp quá mà tại sao chị không mở chùa đi, chị không xây chùa đi, chị làm chủ trì
rồi chị phải dạy cho chúc sanh, không chị ngồi chị đó chị thuyết giảng cho bà con Phật tử nghe. Tại sao chị không làm mà chị lên đây chị xỉ xối hết người này tới người kia hả? Tôi nói cho chị nghe nè, chị nhìn nhận lại ông Nhận Đức này với ông Minh Đạo á, nếu mà cảm nhận của tôi á nha, tôi nhắc cho chị nghe nè, riêng chị yêu quý ông Minh Tệ, chứ riêng tôi yêu quý ông Minh Đạo, ông Nhận Đức nhiều hơn. Vì á, tôi cảm nhận được ông Nhận Đức, ông Minh Đạo, ổng tu, ổng cứ giúp ích được cho xã hội. Cho dù ổng tu, ổng giảng pháp như thế nào, nhưng mà ổng con người, ổng có rất là tốt, ổng giúp ích được cho xã hội. Còn bây giờ nè, chị tốt quá ha, chị tốt quá. Giờ bây giờ mà chị có nhận ai chị nuôi được với ổng chưa hả? Chị có nghe không, cái con nhỏ con gái á, mẹ nó đẻ ra nó mà nó quấn cái mền nó đem bỏ trước cái cổng chùa hộ pháp, mà ông Nhận Đức sáng sớm ổng ra ổng thấy ổng bưng vô ổng nuôi ổng chăm lo. Còn cái đứa con á đứng từ xa nhìn lại không thấy ông thầy ẩm mẹ nó vô xong rồi nó mới bỏ nó đi. Tôi nói cho chị nghe, chị làm được vậy không? Hay là chị thấy những cái tình huống đó rồi cái chị bắt đầu chị đứng chị la lên, chị hô quán lên, ai bưng đi đâu thì bưng hả? Tôi hỏi thiệt chị tu cỡ nào, chị có cái động não không, chị có biết cái suy nghĩ của chị không hả? Tôi nói cho chị nghe nè, tôi thấy chị lên thuyết giảng á, chị nói về á, chị binh vực ông Minh Tệ thì đúng, ông Minh Tệ tôi không nói ổng sai, mà tôi cũng không nói ổng xấu chỗ nào, ổng rất là tuyệt vời không? Nhưng mà theo cái cách của tôi, ổng tuyệt vời của cá nhân của ổng, chứ không, ổng không có cá nhân cho bản cho riêng ai hết. Ổng tuyệt vời cho cá nhân của ổng, ổng đem tai tiếng lại cho gia đình ổng, chứ ổng có đem tai tiếng lại cho chị không? Tôi nói cho chị nghe. Nhưng mà riêng ông thầy Minh Đạo, ông thầy Nhận Đức, ổng đem lại cho toàn gia đình, ổng đem cái tai tiếng lại cho toàn gia đình, là tai tiếng thơm, là mẹ tôi được ông thầy Nhận Đức chăm lo, thấy không? Còn chị có nghe là ông Minh Tại là, chị có nghe ông Minh Tại là có ai nói là ơi mẹ tôi là ông do ông Minh Tại chăm sóc giùm, có chưa? Có, thấy không? Còn những đứa trẻ sơ sinh, chị có nghe là ông Minh Tại ổng chăm lo cho những đứa trẻ không, hay là ông Minh Đạo? Tôi nói cho chị nghe, chị muốn phản biện về ai thì chị phản biện, nhưng mà chị đừng nên phản biện những người tu gia, những người tu. Tôi nói cho chị nghe, chị đụng chạm đến mấy người tu là chị sai rồi. Tôi nói cho chị nghe nè, chị có tu hay cỡ nào cũng là chị tu cho bản thân chị, chị chưa có giúp ích được gì cho xã hội. Nhưng mà ông Nhận Đức đồ là ông giúp ích được cho xã hội. Chị cứ nghĩ đi, gần 2000 cụ già hiện tại bây giờ nè, nếu mà ông Nhận Đức ổng sống không tốt như lời chị nói, không, ổng sống không có trung thực như lời chị nói, thì các cụ đâu có rơi nước mắt vì ổng, các cụ đâu có nhung nhớ ổng làm gì. Tôi nói cho chị nghe, chị thấy vừa rồi cái ngày mà lễ 18, 19 tháng 9 vừa rồi không? Trước khi ổng không còn ở chùa, ổng còn chuẩn bị cho những cái máy thuyết giảng pháp để tặng cho bà con Phật tử. Chị thấy không? Chính tôi là người, một cái thằng YouTube mà tôi đi ra đó tôi quay, mà tôi còn nhận được một cái đó. Tôi nói cho chị nghe, còn chị có giúp gì, chị có tặng gì cho bà con Phật tử chưa? Mà ủa, chị nói ra là chị rành về kinh Phật giáo điển quá. Ủa, chị rành, tại sao chị không đi làm Bồ Tát đi, mà chị bây giờ chị lên cộng đồng mạng, chị ngồi chị múa để chị kiếm tiền hả? Để tôi nói cho chị nghe, tôi không có ghét chị, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cho chị nghe nè. Chị muốn soi mói cái đời tư đời riêng gì của ai thì chị soi mói,
Nhưng mà chỉ né mấy ông thầy ra đi, mấy ông thầy tu ra đi, thấy không? Bất kể ông thầy nào.